Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn. Dạ, hiện tại giờ Trang đang có mặt tại nhà của cô Điểu. Nay thì mấy chú vô lớp nên Trang mời xin quý ông bà, cô chú, anh chị mình cùng vào trong với Trang ha. Dạ, trong mời ông bà. Sáng giờ thì mấy chú lót. Con chào chú. Nay khỏe không? Trời mưa khỏe không? Dạ. Con chào mấy chú nha. Rồi, chào con. Nhà đẹp không? Đẹp không? Nền đẹp không? Trời ơi, lớn cái nhà kìa. Con này nó rồi hả chú? Xuống hả? Dạ. Bố bà cũng nghe, bà cũng thấy con đó hả? Em nghe tiếng. Sáng dữ ha, lót lên quá trời sáng luôn nè. Con chạy xuống lẹ nè, để con coi chú Tư nè. Chạy xuống lẹ đó, chú Tư về. Đây cô chào biết sao. Còn gì nữa chú? Ờ, à, bên hông hả? Gạch lót lên nhìn sáng quá chừng luôn ha. Vậy mà bữa hổm sợ tối không à? Ông khoái không cừ rồi, hổm không chọn gạch này, cái ông khoái không cừ. Nè, tính mua một chét chét vô hả? Em thì em chét hồ luôn à. Bột chét trắng trắng vài bữa lau nhà nó cũng đen à, nên là em chét hồ. Dạ. Vậy. Bữa nay sạch rồi nè. Lên đây chơi được rồi ha. Sao? Đâu? 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 Đâu có lỗ dịch vậy đâu? Đây hả? Dạ. Dạ. Dạ dịch kìa cha. Đi đâu mà dịch kìa? Nó tắm hả? Tắm ở đâu? Sao có cậu hai nữa. Đói. Sao cậu hai cái đầu con dịch quỷ sứ nó kìa nhỏ. Dịch quỷ sứ nó kìa. Dây. Dây. Bơm cát là bơm cát là 4.635.000 hả? Có bớt ngàn nào không? Ông đưa tờ. Nè nè nè, đâu tay dịch dĩa đâu đưa cho cô coi ơi. Ông mua thương thối cát luôn kìa. Đâu, tay dịch dĩa. Tay dịch dĩa đâu đưa cô coi ơi. Tay dịch dĩa này. À. Đừng có lại. Để đây nè. Cát là bà hổng tính là có 4.080.000 à. Ủa, cái này cuối là 1 mét gì ạ? 1 mét cát mới kêu sao. 1 mét cát là 555. 370 à. Sao ghi bên đây là 355 nè. Đây ghi 555 nè. Đây nè, nó cộng số tiền 400 mấy ngàn, 400 mấy ngàn. Để em cộng coi. Đẹp hả chị? Lót lên là sáng rồi ha. Đây cô muội không thấy, cô Điểu không thấy được. Gạch nền đẹp lắm luôn, sáng trưng à. Con ở trên, con ở Thành Lộc ơi. Dạ, con ở Thành Lộc. Cô biết con thiện không? Hai dòng thiện. Dạ, con không rành nữa, con đi xuống rồi cho nên con ít có biết lắm. Dạ. Hai chồng thiện như ở Dư ra tới ngoài này luôn ha. Ngoài này im ha. Nơi này bằng luôn rồi, che cái gì, che trắng trắng đỡ, che ngoài này được im rồi. Nấu cơm, nấu nước được cũng được.
chuyển tới nữa rồi. Các con đó hãy cái to chơi tí à. Thôi được rồi, hỏi em anh với anh đi mua mà. Bây giờ thì anh trả giúp em cái to 4.635.000 ha. Đây anh đếm tiền lại giùm em. Đây là tiền bơm cát với lại thiếu một khối gửi cát. Vậy tiền là tiền bơm cát nền, còn khối gửi cát là cát trộn để mình xây mình tô cô. Cô mà lớn mà bị dịch ghẻ nữa trời ơi, quên to nè anh giữ luôn. To trước anh giữ rồi ha. Rồi vậy là xong phần nền rồi, còn tính tiền công thợ nó là xong. Thùng đường lại coi nó có ăn gian không? Kiếm cho nó có chạy đó thôi, phần cát nè không hả? Không có bảy dặn gì đó. Không bảy hả? Ừ. Tiền khói không đủ tiền xăng chú ơi, tính thêm nữa khói nữa mới đủ tiền xăng giao. Rồi ép vậy thì anh Sơn anh có thêm mớ cát anh chén cái xăng anh trước chiếc đường đi lên rồi tính tông đâu đó trơn rồi. Phải cừ á. Bây giờ thêm mình vô rồi, bây giờ để kêu nổi mình vô rồi. Vậy là chú Tư không có thụt xuống năm tấc đúng không? Chú Tư không có thụt xuống năm tấc, chú Tư bằng mặt nền. Chuyến này con phải về báo anh Nhi thêm chập nữa. Tại nói anh Nhi là ra cái nhà vệ sinh là thụt xuống năm tấc, thụt xuống một tấc chứ. Tại vì này năm le sẵn rồi, bây giờ thụt không được. Dạ. Tại vì bà hổm chú Tư nhớ không, cái nhà trong kia thì mình thụt xuống tấc đó, thì mình khỏi xe rảnh. Phạt mấy cốc hả? Hôm nay sạch chơi rồi ha, chơi đã rồi ha. Ha. Chạy. Nước thì chạy đâu có kịp đâu. Còn một mâm bên kia nó kìa. Mua tới rồi kìa. Phải rồi đó mà. Tới đây là hay lắm rồi, mấy em gài mưa quá trời. Trời ơi, thấy thương không? Nghe chú Từ Hàn thấy thương không? Không giấu nước luôn á. Đem theo quên nó lấy bánh tét rồi cắt ăn. Đem mỗi đồ bánh tét theo mà không có ăn nữa kìa. Trời ơi. Ôi. Đâu có bả đi theo đâu mà tính ra mà sợ băm nghỉ mệt bả la hay gì mà mằng dữ hả? Đằng kia là lấy chất kia chia ngượng miếng ăn cho. Dạ. Để thảo. Bánh tét ngoài xe hả? Dạ sách hả? Đây con đi lấy con cắt rồi. Dạ. Cái này là của mấy chú thợ hồn. Hiểu không? Không ăn được. Không biết gì. Nó có biết gì đâu hả? Nó cho mẹ cho cô Trang mượn cái dao ơi. Cho cô Trang mượn cái dao sẻ cho mấy chú thợ hồ. Ngồi xuống. Trời ơi nhưng ngọt ngon quá rồi. Tội nghiệp mấy chú thợ hồ không làm mà không sợ không kịp. Cô em ơi, cô Trang như cô gì? Cô Trang. Cô Trang. Kêu ai? Biết cô Trang thôi à. Trời ơi. Ăn không? Ăn không cho nè. Biết ăn không? Biết ăn không? Ăn thử rồi, ăn thử rồi. Biết ăn không? Nè, nó mặt trầm cho ăn. Nè, rồi. Ăn ké thôi con. Hello?
Rồi ăn Khanh đi, tôi ăn trước cho. Tối ăn trước đi chú ơi. Không dám uống nước nữa mà. Lưng nè lại ăn Khanh đi lấy thảo lên. Dạ. Kìa thấy thấy chuyện bánh tiêu biết lại kìa ha. Chú thấy con hả? À? Chú thấy con hả? À? Mà mệt quá sợ tối gì không thấy đường thôi về luôn. Ăn miếng đi chú. Không. Không ăn này, không chê. Ăn đi chú. Dùng cái cho nó khỏe đi chú. Nè ba, cô ăn một miếng đi cô. Nha. Lên đây ngồi. Lên đây, lên đây, lên đây. Lên nhà ngồi đây mẹ. Đâu có té ra đầu lo. Rồi, lên đây ngồi. Trời ơi, nó bằng gan rồi. Rồi ngồi suốt rồi đó. Khỏe ru luôn. Dạ dạ được. Mời cho em này ăn nè, con có làm gì đâu, con có làm gì nặng nhọc đâu. Cho em nó ăn. Con ăn thì hao chứ vui cái gì. Em ăn đi. Con ăn là phải hao phải tốn. Nè ông chủ nhà nè, cực nè, ăn miếng đi nè. Ăn miếng đi. Thì chị. Không ăn nếp hả? Con không. Không ăn luôn hả? Không ăn cô Trang ăn nghe. Bé gái còn bánh tét không? Ăn bánh tét không? Ăn không? Nè còn miếng nè. Cảm ơn cô Trang. Bữa nay chú Tư làm được hay á, chứ con với Cà Mau chạy về là mắc mưa suốt 3-4 tiếng đồng hồ luôn đó. Rồi rồi xong rồi mà không đến nổi. Ở dưới quá trời mưa luôn chú ơi, mưa không thấy đường luôn. Đệ tử ông Tư phải đổ gì mới được. Hồi sáng giờ con từ Cà Mau chạy về đó. Rồi con nhận cát đá ở dưới cầu. Bây giờ tranh thủ lên đây chia sẻ nhà cho cô để ông bà vui mừng tiếp. Alo. Cái này có mấy anh có ai đó không má? Hả? Không. Má có biết má lấy thước má đo ngang cánh cửa được không? Cánh cửa nhà vệ sinh được không? Má biết đường đo không? Đúng rồi. Chú cho con miếng chỗ này nữa. Là con đợi cái gốc cột lên. Rồi, miếng gà con cắt đâu bây. Rồi giờ con cắt cây đó. Con cắt bớt thì ta dán lú rồi. Còn ngon nữa. Tỉ rồi. Có cái vừa vừa phải thôi chứ dư quá cũng không xài được nha. Nó lúc dư cũng không cần đâu, không tốt nha. Nè, 89 giữ nè, nãy mình có 82 mấy. Nãy có 78 à. Bây giờ 89 giữ nè, nữa chim ha. Chim gì? Nữa nó học có hở là chim không sao phải không? Không, ở đây nữa con ghim cái cây ba vuông vô rồi được rồi. Ok giờ lượm nha, hết hồ rồi đại trai. Này gì kêu hoài ạ? Gì kêu hoài ạ? Chạy chạy cái đi với thằng Thơ mua cửa chứ.
cô nhà ta hả? Có gỡ sách cầm cái tên có, nhưng mà gắn vô rồi cũng đâu có, mình đỏ được thôi chứ gắn vô cũng không được, gắn vô để bơi dựng nhà không được. À, cái nhà vệ sinh này có thước tắc cũng y cũ không chú, sao thấy rộng hơn chú, hay là tại chưa dựng lên thấy nó rộng ta? Lớn hơn hả? Dài lên gì hay gì nè, chiều này đúng không nè, ông nhìn con chưa, ông chưa nhìn con mà, chiều này đúng không, chiều này hả? Bữa nay bằng rồi chạy chứ hồi đó giờ hai nhà, hai bên nhà này với nhà ở đậu cũng đâu có bằng đâu. Tái kìa, chơi kìa. Thôi ok, vô nhà ông đừng để đồ nhiều để cho tụi nó chơi, để đồ nhiều quá chạy tới đụng tới đụng lui à. Để nhiều ít gì. Xong rồi ha. Rồi. 1 2 ngày nữa dựng nhà. 1 2 nữa. Rồi. Rồi gia đình dọn dẹp nha. Che lại đi, mưa tới rồi kìa. Lấy cao su đậy đi. Để hơi làm cái gỗ mặt nữa. Cái bài này của ai? À, bài ngang là mình bốn gữ, bài dài là 11, là có nhà vệ sinh 8 triệu hả chú? Có tiền không đây nè, chồng con không đưa tiền đấy nè, không có tiền, đưa 10 triệu không đưa tiền. Hiếu được không? Có gì bắn ngoài tài khoản chứ có gì đâu. 1 triệu vậy thôi, bắn tài khoản đi chú ơi. Thôi đưa đi, đăng ta trả liền anh em đi. 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu. Thấy chưa, nó không đủ tiền nè. Giờ thiếu 2 3 4 5 6. Còn 2 triệu nữa phải không? Đừng có đếm nữa rồi. 6 đúng không? À, 8 triệu ha. Rồi xong. Cảm ơn chú nhiều nha. Cảm ơn mấy chú luôn mấy chú ơi. Về con về trước mấy chú nha. Mấy chú dọn đồ. Dạ giờ này cũng trễ tối rồi. Thì giờ Trang về thì Trang cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể ông bà cô chú anh chị, những nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho gia đình của cô đều có được căn nhà. Ngày hôm nay là chính thức là mình đã làm xong bằng cái nền, lót nền xong, mấy chú lót xong rất là đẹp ông bà cô chú anh chị. Cũng là công của anh chủ nhà lựa gạch cái màu cũng sáng quá. Dạ thì giờ thì Trang cũng xin phép về. Trang xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả những cô chú anh chị, những anh chị đang xem trên màn ảnh nhỏ, cùng với là những nhà hảo tâm rất là nhiều. Trang xin cảm ơn, lời chúc sức khỏe. Rồi chân thành cảm ơn ạ. Giờ Trang xin phép về những bà cô chú anh chị. Giờ này cũng tối rồi. Dạ rồi xong phần nền rồi đó bà.